Lưu nuôi gồ công nha bạn. 1 2 3 4 5, 5 cây. Xấu có, đẹp có. Được được có. Nghĩ chắc cây này đẹp nhất nè. Cây này đẹp nhất, còn cái tông cao cây này đẹp. Cây này nuôi lắm. Nuôi mà nó có cốt cành sẵn, mặt cắt cũng nhỏ. Về lợp vô tông cao nhìn nó hay, thì trực. 5 cây vẫn là điệp khúc. 5 cây 500 ngàn bao ship nha bạn. Này nhỏ nè, nhìn nó lắc lắc cây. Con cây này đẹp nè, nù nù sát cái chân luôn nè, nó lùng lên cái tông trực lắc cây đẹp. Cái bài nù đẹp ghê, lùng cây này, cái đế cũng đẹp nè, cái này cái đế nè. Thế tự nhiên mà bỏ một vòng cũng đẹp rồi. Còn cái này tông cao, cái này cũng đẹp nè, có cốt sẵn đó, một lại mặt tiền bên đây luôn nè. Nụ ghê, nụ thấy ghê không? Còn vết sàn nhỏ nhỏ nghe cho này nha bạn, liền đang liền về chát keo vô núi liền. Có cái này nó cái da nó hơi xấu, nó bị hàn nè bạn. Đẹp có xấu có, cái này chắc nó hơi tệ tí xíu, nó bị hà kim ăn dưới chân mà mình rửa cũng kỹ rồi. Vậy bạn chắc keo nuôi lại nó cũng liền hết à, cây của mình món nó mạnh nó cũng liền hết à, nó chỉ có chạy chỉ ngay chỗ này rửa hà kim hết rồi. Cái này cũng nuôi nè. Chèn vô ngọn nhỏ nhỏ, một cái mặt tiền bên đây, bên đây đi, bên đây nhìn nó gồ ghề hơn. Ủa công nha bạn, 5 cây 500k bao ship, em nào mua được ủng hộ. Điệp khúc 5 cây 500k bao ship, đủ 5 cây. Tính đàn cây có 90 ngàn, mình phải bứng lên mình gọt mà cắt gọt kỹ lưỡng nè các bạn, chứ không phải làm sơ sài mà cắt. Mình gọt láng do lên, mình chưa chắc keo nè, mình rồi mình rửa lại thêm một lần nữa, rửa sạch sẽ rồi mới chắc keo. Mình cắt khô sáng sáng rồi mình chắc keo vô láng do vô công nha bạn. 5 cây 500k bao ship.